Nếu thôi đúng như trong chuyện á thì Bạch Tuyết sẽ ăn phải trái táo đỏ. Táo đỏ ăn táo ngon. Đừng ăn. Trời ơi. Mày trời ơi. Cái gì vậy? Mày trời ơi. Cái gì vậy? Dạ bà, trên đường làm gì có bao con mang. Trời ơi, thôi tôi đổ nó bảo hiểm đó trời. Không lẽ để cho nó lộng hành nữa hả mày con gái nhà lành. Ê chú Lùng, chú Lùng mà nó dài hơn tôi nữa. Mày đứng lên. Mày lùng chỗ nào? Mày đứng lên. Mày lùng chỗ nào? Lùng lên. Mày đứng lên. Trời đất ơi ha. Mặt mày sáng láng, cơ thể cường tráng. Bà đi lừa gạt người ta. Cái gì vậy? Bà con ơi, bà con ơi. Đừng mà. Chơi đi mà coi nè. Đàn chim đang bay xà xuống vô trên mặt này nè. Anh quay phim phải không? Anh định cực mặt nó cho em. Xóa đi, xóa đi, xóa đi. Mày làm. Mày bôi cho chết cháu vô gia đình mình rồi. Thôi đủ rồi. Mấy người có biết là tôi xây dựng cái hình ảnh bảy chú lùn này cực khổ như thế nào không? Hàng trăm năm nay tôi quỳ muốn thăm đầu gối luôn nè, để giữ vững Bạch Tuyết với bảy chú lùn. Giờ sao? Muốn đứng phải không? Tao đứng tao nói chuyện với mày nè. Rồi bây giờ tao đứng mày gọi tao là cái gì? Chú Cao. Rồi tao là chú Cao này có còn là Bạch Tuyết không? Hả? À? Không. Ủa? Ngày xưa nó đi lạc vô đây nó còn nhỏ thì tao lùn không nói đi. Thì khi nó lớn lên cũng phải cho tao cao chứ. Đúng. Gì mà ngang ngược vậy? Ai nha. Cái tên Bạch Tuyết và bảy chú lùn nó dễ thương vô cùng. Bây giờ gọi sao? Bạch Tuyết và bảy chú Cao. Không có. Có nết dữ vậy? Không có. Rồi bây giờ làm sao? Em xin lỗi. Tôi phụ diễn thôi mà. Em xin lỗi. Hỗ trợ chứ. Ủa làm sao vậy con? Trời ơi, bà sai rồi. Cái người đưa cho Bạch Tuyết quả táo độc á là bà phụ thủy, không phải chú lụng. Đúng rồi, vậy qua câu chuyện này nó dạy chúng ta một bài học, đó là đừng có trông mặt mà bắt hình dong nha con.